Như vậy, sau thời gian nhá hàng khá lâu thì cuối cùng cô ca sĩ mộng mơ Seraphin cũng được Riot công bố hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cô lại nhận khá nhiều lời chê bai. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên minh huyền thoại. Full bộ kỹ năng Seraphin, Sona 2.0, game thủ Việt lừa đảo tốc chiến. Chi tiết bộ kỹ năng Seraphin, hóa ra Sona 2.0. Cách đây một thời gian thì cộng đồng Liên minh Thế giới đã bàn tán về bộ kỹ năng của Seraphin qua một đoạn code được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Nhưng đến hôm nay, toàn bộ kỹ năng của Seraphin đã bị rò rỉ ngay sau khi Riot chia sẻ các tấm ảnh Splatoon tuyệt đẹp về cô nàng. Câu chuyện: sinh ra ở thành phố Piltover, dù có cha mẹ là người Zaun, Seraphin sở hữu thiên bẩm lắng nghe linh hồn của những người khác. Thế giới với cô là một khúc ca và cô đáp lại lời ca ấy. Dù những âm thanh đó đã từng khiến cô choáng ngợp trong thời niên thiếu, nhưng giờ đây chúng là nguồn cảm hứng cho cô khi cô biến những âm thanh hỗn loạn thành một bản hòa tấu. Cô trình diễn tại nơi thành phố bên dưới để nhắc nhở những cư dân nơi đây họ không cô độc và họ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết cùng nhau. Trong mắt cô, tiềm năng của họ là vô tận. Chi tiết bộ kỹ năng Seraphin. Nội tại, nữ hoàng sân khấu. Mỗi kỹ năng cơ bản thứ 3 được thi triển sẽ có vọng âm, tự động sử dụng thêm một lần nữa. Thêm vào đó, khi Seraphin dùng kỹ năng gần đồng minh, cô sẽ tạo ra một nốt nhạc. Mỗi nốt nhạc sẽ tăng tầm đánh cơ bản cho cô và gây thêm sát thương phép, tiêu hao nốt nhạc đó. Quy, nốt cao. Seraphin bắn ra một nhạc điệu thuần khiết, gây sát thương phép, tăng lên theo số máu đã mất của mục tiêu. W, thanh âm bao phủ. Seraphin bao bọc bản thân và đồng minh với một bài hát, cho bản thân tốc độ di chuyển và lá chắn. Nếu Seraphin đã có lá chắn, cô sẽ hồi máu cho đồng minh xung quanh, hồi máu dựa trên số lượng đồng minh ở cạnh. E, đổi nhịp. Seraphin phóng thích một luồng sóng âm mạnh mẽ, gây sát thương phép lên kẻ địch trên một đường thẳng và làm chậm chúng. Kẻ địch đã bị làm chậm sẽ bị trói chân. Kẻ địch đã bị trói chân sẽ bị làm choáng. Chiêu cuối, khúc ca lan tỏa. Seraphin phóng ra một luồng mị lực, mê hoặc kẻ địch và gây sát thương phép. Mọi tướng trúng chiêu, bao gồm cả đồng minh, sẽ trở thành một phần của buổi diễn, nối dài tầm tác dụng của kỹ năng và cho đồng minh số nốt nhạc tối đa. Vì bộ kỹ năng đều liên quan tới âm nhạc và có rất nhiều điểm tương đồng, nên Seraphin được cộng đồng đặt cho cái tên Sona 2.0. Và danh hiệu Sona 2.0 của Seraphin ngay lập tức lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng. Điều này khiến một vài thành viên cao cấp của Riot không hài lòng chút nào. Thậm chí Riot Reef, trưởng nhóm sản xuất tướng, đã phản ứng khá gay gắt trên diễn đàn Reddit khi cho rằng mọi người phải thử chơi Seraphin chứ không nên phán xét dựa vào video giới thiệu. Tôi nghĩ mọi người nên chơi thử vị tướng này thay vì phán xét chỉ dựa vào video giới thiệu kỹ năng. Quá nhiều game thủ cũng có phản ứng tương tự với Lilia, Yone và Samira, nhưng một khi đã chơi thì mới thấy mấy con tướng đấy cực kỳ khác biệt và độc đáo. Tôi đã chơi Sona và cũng thử nghiệm Seraphin rất nhiều nhưng không cảm thấy chúng giống nhau chút nào. Seraphin là tướng dựa nhiều vào kỹ năng định hướng, thứ quá khác với Sona. Điều khiến Seraphin đặc biệt là ở nội tại tung chiêu hai lần của mình. Nó sẽ khiến bạn phải nghĩ mình cần dùng kỹ năng nào ở lần cường hóa đấy, và tình huống cụ thể này thì phải lấy hiệu ứng gì. Bạn sẽ cảm thấy mình là một nghệ sĩ thực thụ với việc tung chiêu theo nhịp 1, 2, 3, 4. Chả có con tướng nào mang tới điều này cả. Tôi nghĩ mọi người nên thử cô ấy trước khi nói rằng đó là Sona 2.0. Mặc dù những điều Riot Reef nói khá là đúng, khi chúng ta phải thử chơi Seraphin thì mới thấy được sự khác biệt của tướng này với Sona. Tuy nhiên, game thủ chúng ta lại không có được cơ hội chơi thử vị tướng này ở giai đoạn phát triển như những nhân viên Riot. Tất cả những gì chúng ta biết về Seraphin là video giới thiệu kỹ năng của cô. Và rõ ràng là người ta có lý khi gọi Seraphin là Sona 2.0 vì họ có quá nhiều điểm tương đồng, từ chủ đề cho tới bộ kỹ năng.
hé lộ cách tiến hóa skin tối thượng của Seraphine. Cơ chế tiến hóa trang phục chắc không còn lạ gì với cộng đồng game thủ Liên Minh. Khởi đầu với Ezreal vũ khí tối thượng, nâng cấp theo thời gian, lên một bước tiến mới với Lux thập đại nguyên tố, làm nhiệm vụ in-game. Sắp tới cơ chế này sẽ càng được nâng cao hơn với skin tối thượng của Seraphine sắp được ra mắt. Theo đó, bằng cách thực hiện các nhiệm vụ độc nhất được mở khóa khi mua trang phục, người chơi có thể hoàn thành chúng để mở khóa hai dạng còn lại vĩnh viễn. KDA All Out Seraphine dạng cơ bản sẽ miêu tả cô nàng khi mới chập chững vào nghề. Khi đó, Seraphine vẫn là một nghệ sĩ vô danh, chưa tên tuổi, nên cô sẽ mặc trang phục đơn giản và sân khấu mà cô đứng trên để biểu diễn chỉ là một cây đàn guitar tự chế mà thôi. Hoàn thành 3 nhiệm vụ, bạn sẽ mở khóa dạng thứ 2, ngôi sao mới nổi, diễn tả cô nàng khi bắt đầu trở thành người của công chúng và có một lượng người hâm mộ nhất định. Seraphine cũng bắt đầu ăn mặc chỉnh chu hơn, sân khấu ở dưới cũng khá tông xoẹt tông với trang phục. Dạng cuối cùng, siêu sao nhạc pop, được mở khóa khi bạn hoàn thành 2 nhiệm vụ nữa. Lúc này trang phục và sân khấu của cô sẽ đồng điệu với các skin KDA All Out khác, miêu tả quá trình Seraphine bước lên tột đỉnh vinh quang khi được hợp tác cùng nhóm nhạc KDA. Vẫn chưa rõ các nhiệm vụ này sẽ như thế nào, nhưng có thể chúng sẽ yêu cầu bạn gây ra một lượng sát thương nhất định hay là hồi được một lượng máu nào đấy. Sau khi cả 3 dạng chơi được mở khóa, bạn có thể tự do lựa chọn dạng mà mình muốn sử dụng. Trong thời gian trước, Riot tiết lộ mình đang muốn thử nghiệm một dòng trang phục mới có tên trang phục nhiệm vụ và có vẻ như skin tối thượng của Seraphine sẽ là bước khởi đầu của dòng trang phục mới này. Có thể trong thời gian tới, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những skin có hệ thống nhiệm vụ chi tiết đi kèm để mở khóa thêm những hiệu ứng hay dạng khác nhau nữa. Game thủ Việt đã chơi được tốc chiến, kẻ gian trục lợi bán tài khoản ảo. Tối mùng 10 tháng 10 vừa qua, nhiều game thủ Việt xác nhận đã nhận được thư mời trải nghiệm bản Close Beta của Liên minh Tốc Chiến. Theo đó, họ đã thực hiện thủ thuật fake VPN sang Nhật hoặc Hàn Quốc, hai quốc gia mới được gia nhập đợt Close Beta thứ 2 của Tốc Chiến vào hôm mùng 8 tháng 10. Để hoàn tất các bước đăng ký trước trên Google Play, thậm chí nhiều người cho biết họ không cần đăng ký trước nhưng vẫn nhận được thư mời của nhà phát triển. Vì vậy, để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội chơi thử Tốc Chiến, hãy liên tục kiểm tra email và thử vận may bằng mẹo đăng ký trước ở 7 quốc gia đã được hỗ trợ, gồm Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn được trên tay sản phẩm MOBA mới nhất của Riot, nhiều kẻ gian đang thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách giao bán tài khoản. Theo đó, chúng sẽ spam trên các fanpage và hội nhóm có nhiều tương tác, nội dung bán email được mời chơi Close Beta Tốc Chiến với giá dao động từ 20 đến 30 nghìn. Nhiều người chơi báo cáo dù đã chuyển tiền nhưng tài khoản lại không thể đăng nhập vào game. Để tránh tiền mất tật mang, người chơi cần cẩn trọng trước khi tiến hành giao dịch hoặc chờ đợi tựa game được phát hành miễn phí tại Việt Nam nhé. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Riot cùng đối tác VNG hoàn tất các công việc tích hợp hệ thống cần thiết để đáp ứng yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Ngoài việc hứa hẹn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm giải pháp giúp người chơi Việt có thể sớm được trải nghiệm, Riot thông báo game thủ Việt sẽ không được tham gia giai đoạn Close Beta cùng với các khu vực khác. Riot vẫn chưa tiết lộ lịch trình ra mắt chính thức ở các khu vực. Ngay bây giờ thì game thủ Việt chỉ có thể đăng ký trước trên trang chủ của trò chơi. Nhà phát triển vẫn chưa xác nhận bao giờ người chơi iOS mới có dịp trải nghiệm game. Gần 90% fan LPL đặt niềm tin vào việc Sunning sẽ đánh bại JD Gaming. Với kết quả bốc thăm tứ kết, Sunning sẽ rơi vào một cặp đấu cực kỳ khó khăn khi họ đụng ngay JD Gaming, đội hạt giống số 2 LPL, và cũng là cái tên đã khiến Sunning nếm không ít trái đắng tại giải đấu khu vực. Là cuộc nội chiến đầu tiên của LPL tại chung kết thế giới, cặp đấu này dĩ nhiên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng game thủ Trung Quốc. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong các cuộc bình chọn trên mạng xã hội, tỷ lệ lựa chọn Sunning là đội thắng cuộc lại vượt trội hoàn toàn so với JD Gaming, dù Kanavi và đồng đội luôn được đánh giá là cửa trên. 88% độc giả của score.gg cho rằng Sunning sẽ giành chiến thắng trước JD.
Trên Weibo, tỷ lệ bầu chọn San Ninh chiến thắng cũng vượt trội hoàn toàn. 30.000 lượt vote cho San Ninh so với 7.000 lượt vote của JD. Ngay cả khi bước vào vòng tứ kết với tư cách nhất bảng, San Ninh vẫn bị xem là lép vế so với JD Gaming, bởi thành tích đối đầu giữa hai đội tuyển này hầu hết đều mang lại kết quả bất lợi cho bầy sư tử. Lần gần nhất San Ninh đụng độ JD là tại vòng bảng LPL mùa hè 2020. Đây là trận đấu mà Sọp và đồng đội đã chịu thất thủ với tỷ số 0-2 dù có một khởi đầu khá tốt. Về mặt thành tích, JD Gaming đã giành một chức vô địch và một lần về nhì tại LPL trong năm 2020, vượt xa thứ hạng của San Ninh với một lần cán đích ở vị trí thứ 3. Chính vì lẽ đấy, việc cộng đồng Liên minh Trung Quốc quay sang ủng hộ San Ninh là một động thái tương đối bất ngờ. Báo chí phương Tây chọn Selmet vào đội hình tiêu biểu, fan Trung Quốc dậy sóng. Mới đây, Dot Esports, một trang tin thể thao điện tử uy tín hàng đầu thế giới, đã đưa ra bảng danh sách về đội hình các tuyển thủ xuất sắc nhất giai đoạn vòng bảng chung kết thế giới 2020. Danh sách cụ thể bao gồm: đường trên, Damwon Nuguri; đi rừng, Fnatic Selmet; đường giữa, Damwon Showmaker; xạ thủ, Top Esports, Jackie Love; hỗ trợ, JD Gaming, LV Mao. Trong khi những vị trí khác đều không có quá nhiều tranh cãi, thì lựa chọn Selmet ở vị trí đi rừng thực sự khiến nhiều fan Trung Quốc cảm thấy không hài lòng. Đúng là Fnatic đã có một vòng đấu bảng tương đối thành công khi vượt qua được LGD Gaming để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều fan LPL, Sọp mới là người xứng đáng góp mặt trong danh sách này. Cộng đồng Trung Quốc bàn tán xôn xao về danh sách đội hình xuất sắc nhất vòng bảng của Dot Esports. Không có người đi rừng của San Ninh trong danh sách này á? Selmet là ai cơ? Sọp đánh thế còn chưa đủ hay à? Ôi bạn ơi, người ta phải giữ chút thể diện cho châu Âu với Bắc Mỹ chứ. Có mỗi một đại diện phương Tây trong danh sách này thôi đấy. Theo quan điểm của cộng đồng Sư Gấu Trúc, kết quả nhất bảng A của San Ninh là một thành công lớn so với vị thế đội hạt giống số 3 LPL và Sọp là người có đóng góp cực kỳ quan trọng trong chiến tích đó. Trong khi Selmet thực sự chưa để lại nhiều ấn tượng, dù anh vẫn là một trong những cá nhân ổn định nhất giúp Fnatic vượt qua vòng bảng. Tarzan sẽ chuyển sang LPL thi đấu là đội tuyển cũ của Sọp. Tarzan, người từng được coi là thần rừng số 1 Hàn Quốc, chuẩn bị quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp, nhưng không phải ở LCK. Tuyển thủ 21 tuổi đã tiết lộ trên Facebook cá nhân hôm 12 tháng 10 về việc chuyển sang LPL mùa tới và tạm dừng công việc livestream để dành thời gian luyện tập với đội tuyển mới. Theo nhiều thông tin đồn đoán, thì đội tuyển mới của Tarzan chính là Li Ning Esports. Li Ning Esports đứng thứ 13 ở LPL mùa hè 2020 với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 31%, đạt thành tích 5-11. Việc bổ sung một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và nhất là một vị trí trọng yếu như đi rừng sẽ là ưu tiên hàng đầu với một đội như Li Ning. Nếu thương vụ này trở thành sự thật, Li Ning sẽ là đội tuyển mới đầu tiên của Tarzan kể từ khi anh thi đấu cho Griffin. Với bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!